Hello nha anh em. Này lên chiếc 110 thấy tâm huyết của anh em thợ. Anh em thợ nói chung là cũng anh em của em, anh em cho anh em tham khảo chơi ha. Con này nó đúng đời thắng đĩa anh em ơi. 110 đúng đời thắng đĩa. Đó MTE nữa ha. Dọn tâm huyết ghê lắm đó nha anh em, chạy bao nhẹ luôn. Em mới đi rước con bé đi học về số 4 số 5 thì không biết ha, chạy 4-50 anh em cứ nhích nhẹ ra là phóng. Đồng hồ gì em cũng không gành nữa. Để điện cho chủ xe nha anh em ha, review xe mà điện cho anh, để trực tiếp cho anh chủ xe mà thả luôn, điện trực tiếp cho anh chủ xe không thả luôn này. có chuồng cái đầu kiển này em muốn gành hung nữa này. Nghe vợ ơi, nghe không? À, cái đồng hồ chiếc 110 mà là đồng hồ gì vậy? Casio hả? Mạng yếu quá. Đúng rồi, có chữ Casio này. Để điện di động. Cho ông tải nghe chơi. Kiếp rồi làm hết biết đẹp anh em ha. Cái đồng hồ xe mình là đồng hồ gì vậy? Cái quay á. Đồng hồ Casio. À. Cái này hồi đó mua nhiêu vậy? Hồi xưa đủ mua tiền cao lắm à, nếu làm hoàn thiện trên 5 triệu á. Dữ vậy hả? Mặt hồ không hả? Cái đồng hồ chứ nó móc nó làm nó chế đó. Nó đúng ra cho nó chính xác là cái vấn đề là hồi trước á là mua đồng hồ với câu điện luôn á là đúng ra chính xác là 5 triệu rưỡi vậy đó. Ghê trời, ông dọn cái xe này bao nhiêu năm rồi? Trời ơi trời, dọn mười mấy năm rồi đó, bây giờ đủ á, nói chung xe nó không bán để chạy chơi nó bán ổn. Ê rồi cái co ra đầu bò con hơi này mình chế thở gì cái con hơi nè. Cũng quay Thái. Ủa vậy hả? À vậy là cái đồ vậy? Nguyên cái đồ bò của ông quê Thái luôn hả? Ừ, mà đầu Thái hắt nữa đó. Cũng mà đồ là đồ đỉnh, đồ cọp trong xe đó đó. Còn cái phục chỉ có cặp lốc là thay, là hồi xưa thay lốc mới á, hiểu không? À có quái sơn á. À còn mâm đĩa thì nhìn này hiểu rồi, đĩa là đồ của thằng này Mã Lai chứ không phải của đâu luôn em. Rồi cái bình xăng con này có con nào vậy? Của rim 125 của mình á. Rim ổn được không á? À rim 125, rim 125 kêu rim min á ha. À. Còn dên không hiểu cứ hỏi nghe, đụng để bán hết chết luôn á. Thì bởi vì tôi biết bô. Có giỡn trên lên á. À bô. Bô là bô Thái. Bô rim 125 Thái. Có quay của mà nói đúng là của quay 125 Thái mình á. Ừ. Cái xe này hồi đó dọn tổng hết nhiêu tiền? Ủa mà dọn nếu mà tổng mà thời điểm đó 40 gần 50 thôi. Mười mấy năm trước mà dọn 45 gần 50 triệu hả? À? À, dọn có 4 trên 45 triệu đó. Giờ số này giờ số ghiên quá. Số gì? Cái giờ số á chắc ghiên quá. Thằng trời ơi đồ ghiên đồ xịn nhưng mà không mẫu đồ quậy quá đâu. Của Thái đúng không ạ? Cái cần số với là thắng luôn á, là máy luôn á. À. Báo chung sáng cũng phải nói chứ, chứ lại hố cái đèn đó đâu rồi. Chạy nãy chạy thấy nhẹ quá chà.
Trời ơi, trời đừng có bán ngủ người ta không lợi ơi, bây giờ tôi lại cũng cho ông lời chịu nó chịu. Thôi nói vậy thôi nha, rồi cảm ơn nghe đây tôi giờ tính lực tôi chở thùng xăng lên chưa, chở đi chở thùng xăng lên chưa, thùng xăng hả, tôi tính làm công chuyện mà tôi tôi quay xe mà tôi không có biết cái đồ phụ tùng của ông nè, thùng xăng bình thường có gì đâu. Trời ơi, thì đủ mà thờ ngờ thì ông không coi thứ thờ tôi coi thứ dữ là nào hết tiền thì nó đóng mã số này với bình xăng của người cho mười thái hả, thùng xăng 110 thái, nhưng mà lựa đủ mà nó thẳng ra chiếc xe 560 mới có thùng xăng đó. Ờ nó đẹp quá. Ông băng ông cho với cái thùng xăng xe ông á, nhà ông coi ông đổi đi cần chi tiết đi. Cái sườn chắc sơn đâu á dạ, cái sườn chắc sơn đây quá. Cái sườn có sơn. Nói chung là cái máy chưa trẻ đó, cái sườn nó chưa sơn. À, cái máy chưa trẻ hả? Tại vì cũng như hồi trước đó là cũng như thấy cái sườn nó nhâm nhâm mình chọn mới đó, cho nên hạ cái máy xuống. Thì mình sơn cái sườn mới, nhưng mà sơn lâu năm mình nhìn thấy như nguyên vậy đó. Còn đèn đốm đèn trước nhanh nó đẹp quá trời. Trời ơi, nấu những xe đồ má xài mà mấy năm nay có chạy đâu nội vô để kỷ niệm đó ông á, tôi để là kỷ niệm cho ông á, sao này đủ gì. Ủa vậy là cái máy giữa chưa trẻ ra hả, chỉ làm ở ngoài chưa. Thôi cái này đúng thân đĩa hả, cái này nó đúng thân đĩa luôn hả, xe này. Trời ơi, trời không gặp tôi đúng hỏi gì. Không, ý là hỏi là thân đĩa hai màu á, đúng hai màu không, rồi đó hồi đó mua sát á. À, đúng này màu 2000. Nói chung giữ xe đây để xài đây, đủ số khả năng mà đừng bán hủ thôi. Thì đó, để quyết tôi chọn mà. Để chạy vòng vòng cà phê cà pháo nè. Trời ơi trời, đủ má tôi bán xe đó, mấy mẹ chữ tôi phục điểm không ngu không. Ăn nào giới. Má, đủ nó bao nhiêu hàng luôn, tại vì bao nhiêu kỷ niệm mình giữ lại mà. Sáng chung chung đó, được không, mớ luôn. Má nghe đứt ruột quá trời. Đãi đủ không? Đãi tôi ba chậu ba là tôi biết nó đủ chưa nữa. Tại vì tâm huyết của mình mà. Thì đâu đổi cho anh em mà. Ở trong nè, như trong nhà mình. Cái đồng hồ đó ông nổ máy ông mở đèn lên đây rồi mà. Ừ, vậy mở thôi nha. Mà nổ máy, mở để tôi. Đèn qua lên, cháy rồi nó đúng bị màu. Ừ, để tôi mở nó thử ra. Rồi, cảm ơn nhiều đi, nha. Để đang làm chuyện này. Để đi, nó tôi dẫn nè. Rồi. Ghê lắm anh em, mà nhiều thứ xe này, nhiều thứ gắn bó gắn lắm. Thợ đó nói chung là tay cứng lắm á, tay cứng á, mấy cái xe mà lấy của ảnh về nhà, khi là chạy nhiều khi không muốn bán anh em. Cái này ban đêm đẹp lắm á nha. Tua ga cảnh báo đèn cái nó tua ga đồ đầy đủ hết trơn, tốc độ rồi báo đầy đủ. Đẹp quá ha. Nó bình xăng nhét nó vô vừa dặn thật được. Chạy hết biết đã luôn anh em ơi. Bên xe zin nó cũng có cái hay riêng, xe dọn cũng có hay riêng ha. Đi cái nào cũng hay. Xe này đi dữ lắm. Xe này anh em mà có cảm giác chạy khó tánh đi con này là vừa luôn. Mâm này mâm mã Malay luôn. Mâm Raider này. Đẹp quá. YouTube coi là chắc cú rồi em ha. Không có chiếu chớp chớp, không có sình sình ảo nha. Coi quay review trực tiếp coi sướng, bởi vì kể cả bản thân phép gì em mua đồ em thấy cái món đồ nào cũng dưỡi ha, mà cao cao tiền ha, kiểu như ghế massage kia đâu đó, những thứ đắt tiền, hay là máy lọc nước ion rồi đó, cứ lên YouTube coi nè anh em, coi ta đánh giá bình luận trên đó là chắc cú nhất, kể cả xe cộ cũng gì, lên YouTube mình nghiên cứu nó hay, biết là nó chậm thời gian nó nhiều nhưng mà coi nó chắc. Tại mình bỏ tiền đó mình mua bao tử nó bự quá quen đã lắm anh em ơi, nó nghe ông tả nó rớt mắt chưa.
đèn trắng luôn, tiêu lắm. Sáng nào anh em ngồi cà phê, sáng bị cà phê bị em gù me me mấy tháng trời đó, không bán đó. Cái bẩn á, bẩn hớt đẹp quá ha, bẩn này. Quay là up lên cho anh em xem kỷ niệm rồi chơi, nghe tiếng nhanh là biết đỉnh, nhanh này. Chơi mà tới mà đầu tư từng cái tiếng chip của nhanh kêu giống cái dòng xe Nhật, rồi còn cái càng kêu kinh khủng, càng kêu lớn. Đèn đốm rồi thì đi ghi nè, không lét không liếc gì, dọn cái thời đó mà.